Suy nghĩ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về chính quyền Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng giữa Israel, Palestine. Tiếp tục buổi trò chuyện trước đó, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất đã từ ái trả lời một số câu hỏi của một thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư liên quan đến cuộc khủng hoảng giữa Israel, Palestine đang diễn ra và về chính quyền Hoa Kỳ. Thưa sư phụ, chúng ta có thể nói thêm về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không ạ? Ngài có suy nghĩ gì thêm không ạ? Chúng ta có thể nói về gì nữa? Nhưng thôi, không cần bận tâm, bỏ đi. Thưa sư phụ, có suy nghĩ hoặc tin gì muốn chia sẻ thêm không ạ? Có vẻ như đều là người Palestine bắt đầu trước, nhưng không thật sự chính xác như thế. Cảnh sát đã đến ngôi đền thiêng đó và họ đã đụng độ với người Palestine rồi và có một số người bị thương hoặc thương vong ở đó. Đó là do đảng Hamas đang cầm quyền nói với Israel hãy rút lực lượng cảnh sát khỏi đó bởi vì họ không muốn bất kỳ thương vong hoặc đổ máu nào nữa ở đó trong ngôi đền thiêng hoặc các khu phức hợp của đền. Nhưng người Israel đã không chịu hợp tác hoặc chỉ phớt lờ. Và do vậy mà mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn sau đó và nhiều người chết hơn, nhiều trẻ em chết hơn, thiệt hại nhiều hơn, nhiều tòa nhà bị phá hủy hơn. Vì vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho người Palestine. Ngoài ra, tôi đã nói quý vị rồi, họ bị dồn nén đã bao năm qua. Và thậm chí Hamas đã đề nghị đình chiến với Israel, nhưng phía Israel đã từ chối. Vậy còn bao nhiêu người nữa phải chết trước khi Israel dừng lại? Điều này không đúng. Vì Thượng Đế, vì tình thương Thượng Đế, điều này không đúng. Họ phải ngừng gây đổ máu. Dạ, bạo lực và thương vong thật buồn thay. Nếu Tổng thống Donald Trump còn tại vị, thì cuộc xung đột giữa Israel và Palestine có được giảm thiểu hoặc giải quyết không ạ? Chắc chắn rồi, tôi nghĩ vậy. Bởi vì ông biết cách và người của ông có cùng lý tưởng. Chính quyền của ông, những trợ lý là người nhà của ông. Tất cả đều ủng hộ ông hoàn toàn và có cùng chí hướng hòa bình và ủng hộ hòa bình. Hơn nữa, đó là sứ mệnh của ông, nhiệm vụ thiên đàng giao phó cho ông. Nhưng quý vị biết đó, thật không may là người thế gian, họ quá giỏi với mấy việc gian lận. Tôi không muốn nói về điều đó nữa, bởi vì chỉ làm cho tôi thêm bực dọc và bức xúc. Đây là thế giới mà mọi người gian lận để tiến thân. Nhưng gian lận bằng nhiều cách, dùng tình dục để tiến thân, dùng chiến lược giả để tiến thân, hoặc dùng gian lận để tiến thân và nắm quyền lực. Quý vị hiểu tôi nói gì ha? Dạ hiểu. Xảy ra khắp nơi. Đáng buồn thay, điều đó cũng xảy ra tương tự cho Hoa Kỳ vĩ đại. Dĩ nhiên là tôi rất thất vọng. Quý vị muốn biết điều gì? Liệu chính quyền Biden có thể làm gì đó để giải quyết xung đột này không ạ? Họ có thể làm gì ư? Họ đã phê duyệt và sắp bán nhiều vũ khí hơn cho Israel. Đó là cách họ giải quyết xung đột. Họ làm cho nó lớn hơn để họ có thể bán nhiều vũ khí hơn. Và ông Biden bị áp lực phải yêu cầu Israel dừng lại. Chỉ làm tượng trưng thôi. Rồi trong khi đó họ có thể bán thêm nhiều vũ khí hơn. Đó hoàn toàn là đạo đức giả. Quý vị hiểu điều đó không? Không có tình thương. Trong bất kỳ hành động nào của họ, chỉ có động cơ chính trị và chỉ là đạo đức giả chỉ để nắm quyền trong tay. Biết không, tất cả chỉ là chính trị chỉ để xem, biểu diễn như sân khấu. Không có gì thật cả. Không có tình thương trong hành động, chỉ là đánh bóng hình ảnh. Điều này thật sự không thể chấp nhận. Giống như đánh lạc hướng, chỉ làm cho nó có vẻ tốt hoặc nhìn thấy tốt, nhưng không có thật. Bên trong khác với bên ngoài. Chúng ta không thể lừa gạt thiên đàng. Quý vị hiểu ha? Tất cả đều là đạo đức giả. Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao. Trong khi nói, mở cửa biên giới, bởi vì họ yêu thương trẻ em này kia. Ông Biden nói vậy và mời họ đến tòa Bạch Ốc cánh Tây, cánh Đông, bất cứ cánh nào. Và trong khi đó họ bán nhiều vũ khí hơn cho Israel, vốn đã rất rất hùng mạnh rồi.
để thả bom thêm nhiều trẻ em của Palestine. Nói tôi nghe, đó không phải là đạo đức giả hay sao? Vì vậy, họ có thể làm gì để ngăn chặn xung đột này? Không, họ còn đổ thêm dầu vào lửa. Quý vị có thể thấy điều đó rất rõ. Nếu muốn chấm dứt xung đột, thì đừng bán thêm vũ khí cho kẻ mạnh hơn. Israel là một nước vốn rất mạnh rồi về mọi thứ. Về kinh tế, nhân lực, vũ khí, quân sự và đất đai, mọi thứ, họ vốn đã mạnh hơn nhiều rồi. Thế mà họ, Hoa Kỳ, còn bán thêm vũ khí nữa. Tiền bạc, quyền lực, đó là tất cả những gì họ quan tâm. Nói quý vị nghe, tôi không quan tâm nếu ai đó nói điều gì khác. Quá rõ như ban ngày. Nếu thực sự yêu thương trẻ em, thì tất cả trẻ em đều như nhau đối với quý vị. Trẻ em nào cũng là trẻ em, họ vô tội. Họ không làm gì sai, họ cần được bảo vệ, được nuôi dưỡng. Và quý vị không bán thêm vũ khí cho kẻ thù của họ để ném bom họ. Đó là tình thương của chính quyền Biden hoặc bất cứ gì. Không hẳn là toàn bộ chính quyền mà những người đứng đầu. Quý vị biết tôi đang nói tới ai rồi. Vậy nếu quý vị hỏi thêm về điều này, tôi sẽ nổi giận. Tôi là một minh sư rất nóng giận. Bảo quý vị rồi, tôi là một minh sư thuần chai rất nóng giận. Không đâu, thưa sư phụ, ngài chỉ nói sự thật. Tôi rất bức xúc, rất tức giận trong lòng và đau khổ. Tôi không thể cứ khóc mãi 24/7, nhưng đau khổ bên trong. Điều này thực sự khiến tôi đau lòng vô cùng. Dạ, thưa sư phụ, cảm ơn ngài đã chia sẻ thêm những suy nghĩ của ngài. Con chỉ hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm giảm thiểu. Hy vọng như vậy, tôi đang cầu nguyện. Dạ, cảm ơn sư phụ về tất cả lời cầu nguyện của ngài. Tôi chỉ ước rằng Tổng thống Trump còn tại vị, ông ấy sẽ biết cách xử lý vấn đề này. Thấy đó, ông đã giải quyết vụ đại hàn và trong một cách ôn hòa, mặc dù không phải hoàn toàn thỏa đáng. Nhưng đại hàn tôn trọng ông và ý định của ông và phẩm chất con người chân thật của ông, của một tổng thống chân chính của một quốc gia vĩ đại. Ông không vì danh lợi, ông được thiên đàng giao phó nhiệm vụ tổng thống vào thời điểm này để giúp đỡ mọi người. Ông có thể xử lý vấn đề đại hàn, ông có thể xử lý vấn đề Trung Đông, những cuộc khủng hoảng của nhiều quốc gia. Ông ấy là một vĩ nhân, lẽ ra ông phải ở trong Nhà Trắng. Dạ, đúng vậy, lòng ông đặt đúng chỗ, chúng con thấy ông có tâm từ ái để làm tổng thống. Đúng vậy, ông thực sự xứng đáng làm tổng thống. Đúng, đúng vậy, và ông ấy chân thật, ông không phải là một người giả dối hoặc đạo đức giả chút nào. 100% thuần khiết và chân thật, và thật sự lo cho quốc gia của ông và mọi người trên thế giới. Đúng vậy à, ôi phải làm sao đây? Và chính quyền này mở cửa biên giới và để trẻ em quấn chung nhau trong những tấm chăn cứu trợ và chen chúc nhau như cá mòi trong lon, và rồi bị nhiễm bệnh từ trẻ này sang trẻ khác. Thậm chí còn có tin về việc lạm dụng tình dục trẻ em. Trẻ em bị quấy rối tình dục ở trại biên giới hoặc khách sạn biên giới. Vì vậy, các em phải được chuyển tới một nơi khác. Tôi nghĩ đó là trên Fox News lâu rồi. Bởi vì họ chen chúc nhau trong lòng như vậy, trong những lòng giống chuồng chó mà họ đã dựng từ kỳ trước khi họ còn đương nhiệm. Khi ông Biden vẫn còn là phó tổng thống, ông đã dựng tất cả những lòng này như cho chó, cho động vật. Nói chi về lòng từ bi và tình thương và tất cả điều đó. Rồi hàng chục nghìn trẻ em đến, sau đó chen chúc nhau vào đó và bị bệnh, bị cảm lạnh và thiếu dinh dưỡng, đủ thứ. Rất hỗn loạn, không ai thu xếp ở đó cho thỏa đáng bởi vì họ chưa sẵn sàng cho tất cả dòng người này đột ngột đến. Dưới thời Tổng thống Trump, nó trật tự hơn và được kiểm soát. Và ông ấy nói chỉ cần ở tại Mexico và nộp đơn. Không phải ông nói không được, quý vị không thể đến, mà là hãy nộp đơn, để họ có thể kiểm soát xem coi liệu những trẻ em này có mắc bệnh truyền nhiễm nào
có thể ảnh hưởng những trẻ khác không khi họ ở trong khu sàng lọc? Điều này rất hợp lý và rất chu đáo. Vì vậy, không chỉ nói từ bi thì nghĩa là quý vị có lòng từ bi. Phải hợp lý và với tất cả sự chuẩn bị hậu cần cho khách khi họ đến. Nên nếu chỉ nói suông về tình thương và lòng từ bi thì đều là giả tạo. Được rồi, tốt tốt. Được rồi, vậy quý vị biết vấn đề nào khác nữa không? Ý là tại nơi làm việc hoặc điều gì khác? Dạ không, mọi thứ có vẻ ổn. Tốt, vậy tốt. Dạ, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã hỏi thăm. Được rồi, tốt lắm. Thưa ngài có khỏe không ạ? Tôi thậm chí không biết mình thế nào. Ôi sư phụ, tôi chỉ làm việc, làm việc, làm việc. Không phải đời sống thường lệ. Nhưng không sao, tôi rất biết ơn là có thể làm việc. Dạ, tất cả chúng con cũng vậy thưa sư phụ, và chúng con cầu nguyện ngài luôn khỏe mạnh và an toàn. Cảm ơn quý vị, cũng vậy, tôi cầu quý vị cũng vậy. Tất cả quý vị, những anh hùng của thời nay, tôi nói thật đấy. Cảm ơn sư phụ, không có chi, và cầu Thượng Đế ban phước cho tất cả quý vị. Cảm ơn ngài, cầu Thượng Đế ban phước cho ngài, thưa sư phụ. Cầu Thượng Đế ban phước cho thế giới và nâng chúng ta lên tâm thức cao hơn để có thể nhìn thấy ánh sáng, đặc biệt là những người hiếu chiến, kiểu người và chủng tộc hung hãn và những quốc gia chỉ phát triển trên máu người khác. Cầu Thượng Đế làm cho họ thấy ánh sáng. Dạ. Cảm ơn Thượng Đế vì sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và thương xót của Ngài cho tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và xin Ngài cũng được ban phước lại Thượng Đế. Cầu mong ngài khỏe mạnh trong bình an với tất cả sự hỗn loạn này làm đau lòng ngài. Hẳn là một cảnh tượng đau lòng cho ngài khi thấy địa cầu chúng con trong hỗn loạn và tất cả đau đớn thống khổ mà con người gây ra cho bản thân họ, cho đồng loại và loài vật. Cầu xin ngài được ban phước trong bình an lại Thượng Đế nếu điều đó cần thiết. Chúng con thương ngài, chúng con thương ngài thật sự. Chúng còn thương ngài. Thôi nhé, bây giờ tạm biệt các cưng. Tạm biệt. Xin tạm biệt sư phụ. Sau tất cả những tin này, chúng tôi rất vui mừng khi nghe về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine Hamas. Khi sư phụ biết được về tin ngừng bắn này, ngài đã khóc trong mừng vui và chân thành phủ phục, khiêm cung, cảm tạ Thượng Đế về dấu hiệu hòa bình này và cầu nguyện hòa bình này sẽ dài lâu. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, chúng con cảm ơn các cõi thiên đàng cho sự hiện diện quý báu của ngài ở đây trên địa cầu, trong khi nhân loại hết sức cần tình thương vô bờ bến và sự hướng dẫn của ngài trong thời gian thử thách hiện tại. Sự cống hiến không ngừng của ngài để cải thiện thế giới chúng ta, ban phước tất cả chúng sinh trong đó, và chúng con cầu nguyện con người đón nhận lòng thương xót của Thượng Đế, đi theo con đường của sự ăn năn và lòng trắc ẩn. Cầu chúc sư phụ trân quý có được tâm bình an, luôn an toàn và khỏe mạnh trong sự trợ giúp thương yêu của tất cả các đấng bảo hộ thiền liền. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trực tuyến cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 18 tháng 5 năm 2021.